Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả 10 tháng năm nay của Việt Nam đã đạt mốc hơn 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, các thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam đều tăng trưởng trên hai con số, trong đó tăng nhiều nhất là Thái Lan, Hàn Quốc, Đức và Canada. Mới đây, nghị định thư cấp phép xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa tươi của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã trở thành yếu tố mới thúc đẩy xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Năm nay dự báo xuất khẩu sầu riêng tăng 45% so với năm ngoái. Tương tự, xuất khẩu dừa tươi có thể tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Tính chung cả năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả dự báo có thể đạt 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với năm ngoái. Những tháng cuối năm, nguồn cung rau quả khá dồi dào so với cùng kỳ, nhiều mặt hàng cũng tăng nhẹ.